Xin chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Bình Chánh của em Hương. Và hôm nay em có một ngôi nhà giá rẻ, diện tích rộng rãi thoáng mát, được tọa lạc là gần ngay cầu Long Khê, ngay chợ Thánh Thất Long Khê, với chị mình di chuyển đến ngôi nhà của mình đâu đó tầm khoảng 2 phút di chuyển xe máy thôi. Ở cái vị trí thuận tiện, quý anh chị có thể đi con đường á là quốc lộ 1A, mình chạy tới chợ Gò Đen, mình chạy thẳng vào thì tới cầu Long Khê, qua cầu Long Khê xíu nữa thì sẽ đụng cái Thánh Thất Long Khê, và đối diện sẽ có con hẹp cho quý anh chị mình di chuyển đến nơi ngôi nhà nha. Nhà mình thì đường xá rộng rãi thông thoáng, đường xe hơi xe tải di chuyển đến nơi sân của mình, sân đậu xe hơi luôn. Quý anh chị có thể quan sát nè, đây là con đường vào bên trong ngôi nhà mình, thì một dãy đây thì cũng xây 4-5 căn ở rất là nhiều rồi anh chị ha. Về đây sinh sống thì quý anh chị mình không có sợ bị buồn và vắng vẻ luôn. Nhà mình với một cái diện tích là ngang 5m2, dài vào thì tới tận là 31m, có một cái sân vườn phía sau cho quý anh chị nào thích trồng cây kiểng thì một ngôi nhà quá tuyệt vời đúng không ạ? Hướng nhà của mình là hướng Bắc, giá tổng đúng 2 tỷ, cần thương lượng ngay và trực tiếp chính chủ. Sổ Hồng Ren có ngân hàng hỗ trợ cho quý anh chị mình vay được từ 50 đến 70% giá trị của ngôi nhà. Và công năng của nó là một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 2 nhà vệ sinh. Có sân trước rộng rãi thoáng mát, sân sau hướng gió trời tuyệt vời. Mẫu nhà mới hoàn toàn 100% bên đơn vị Hương vừa hoàn thiện xong luôn. Và trước tiên bước vào bên trong thì quý anh chị ơi, quan sát cùng em. Ở phía ngoài đây thì bên đơn vị Hương làm cho mình là một bộ cửa bằng sắt 4 cánh sơn tĩnh điện, vô cùng là dày dặn và chắc chắn. Nhà mình là nhà riêng lẻ nha anh chị, xây trên đất full thổ cư 100%, cho quý anh chị mình kêu thợ xuống kiểm tra luôn ạ. Và ở đây là khu vực không gian sân, sân thì rộng tha hồ cho quý anh chị mình đậu xe hơi, còn rất là nhiều khoảng trống cho mình đậu vài chiếc xe máy nữa anh chị. Ở trên nè, bên Hương vẫn là mái tôn mái hiên hàng rào bao bọc khung rồi. Về á, anh chị mình đỡ tốn một cái chi phí lắm anh chị nha, đúng 2 tỷ còn thương lượng luôn, cam kết đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí, không xạo không ảo để tránh mất thời gian của quý anh chị. Còn ở khu vực ngoài nè, quý anh chị quan sát tường gạch thì bên đơn vị Hương cũng ướp lát sạch sẽ, gạch bóng kính khắp hết cái nhà luôn. Nên bước vào bên trong ngôi nhà nhìn nó rất là mát và sạch sẽ nên chị. Với lại cái hướng Bắc, cái hướng này nắng rất là dịu luôn anh chị ha. Và khu vực này sẽ cho mình là cái khu vực không gian phòng khách đây. Tường gạch thì bên Hương ướp lát tầm khoảng là 1,5m cho quý anh chị mình rồi, rất là cao ha. Và trần trên sẽ là trần thạch cao nguyên khói, hệ thống đèn full đầy đủ hết mọi nơi cho quý anh chị. Quý anh chị ơi, mình xem đến đây rồi, nhớ đăng ký kênh cho em Hương nha, để mình tiện theo dõi nhiều mẫu nhà giá rẻ mỗi ngày luôn. Và một đăng ký kênh, một lượt like, một lượt share của quý anh chị cũng là động lực để cho Hương phát triển kênh của mình được trọn vẹn và tốt hơn. Và lúc trong quá trình làm việc, Hương quay hay nói có nhiều thứ hơn bị thiếu sót, cũng mong rằng quý anh chị thông cảm bỏ qua cho em Hương và góp một cái ý kiến bình luận, em Hương rất là cảm ơn ạ. Và khu vực này là phòng khách, quý anh chị cần để một bộ ghế sofa thôi, thêm một chiếc tivi thôi là quá tuyệt vời anh chị. Và kế tiếp nữa thì sẽ là một cái khu vực không gian bếp. Bếp á, thì bên đơn vị Hương sẽ xây cho mình là một cái dàn bếp tủ L ha. Có tủ bếp trên nè, tủ bếp dưới, mặt đá hoa cương dày dặn, bồn inox 304, không gian nấu nướng ốp lát sạch sẽ. Dưới chân cầu thang vẫn làm cho mình một cái kho tủ hộp để mình có thể đựng những vật dụng không cần thiết vào bên trong, để cho ngôi nhà của mình nó được gọn gàng hơn anh chị nhé. Và thêm cho mình trần trên là một cái phản pha lê luôn, hệ thống đèn led nè, và cộng thêm cả cái đèn mách 2 nữa, nên bước vào ngôi nhà rất là sáng anh chị. Có cái phòng ngủ ở dưới luôn, rất thích hợp cho ông bà lớn tuổi nha. Chị em phụ nữ mình bất tiện bước lên cầu thang thì mình có thể tận dụng cái phòng này. Phòng này thì rất là rộng vì nhà mình ngang của nó tới là 5m2 và dài của nó tới tận 31 lận, quá siêu rộng luôn ạ. 160 mấy mét vuông thổ cư luôn á chị ơi. Cửa phòng thì sẽ là cửa nhôm sinh pha hết nha. Tiến về khu vực phía sau thì sẽ làm cho mình là một cái khu vực không gian nhà vệ sinh. Ở đây sẽ làm cho mình sàn lãng nhỏ ở đây và bồn rửa mặt ở đây. Ở nữa thì bên Hương sẽ tặng cho quý chị một tấm kiến ở đây ha, tấm gương ở đây luôn. Đây là khu vực không gian nhà vệ sinh đây ạ. Nhà vệ sinh thì bao gồm cho mình là một cái bồn cầu nguyên khói, dội sen, dội xịt ha. Cửa phòng vẫn là cửa nhôm sinh pha nha. Và kính cường lực. Có một cái mảnh sân vườn phía sau đây, bạn Nguyễn Phim xích ra đây quay. Phía sân vườn phía sau, nếu như mà quý anh chị mình thích trồng cây kiểng thì bên Hương sẽ để như vậy cho mình trồng, cho mình khai thác lại. Còn mình mà muốn lót gạch luôn, mình muốn chán và lót gạch luôn thì bên Hương sẽ làm cho mình chán và lót gạch ha.
Còn mình muốn để vậy thì mình trồng cây thì mình khai thác lại, mình làm sân vườn thì tùy theo ý của anh chị. Còn mình muốn làm lót gạch, mình che kính lại luôn, thì bên Hương sẽ làm cho quý anh chị lên mình luôn, không tính tiền thêm ha. Đúng 2 tỷ cam kết, đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí, không xạo, không ảo để tránh mất thời gian của quý anh chị mình. À, thì với cái một cái giá này Hương thấy là quá rẻ cho quý anh chị mình luôn, nằm trong một khu dân cư ở cũng rất là đông đúc và hiện hữu, đường xá thì rộng rãi thông thoáng cho mình về các trung tâm quận huyện rất là gần, mình có thể di chuyển con đường tiết mạch đó là con đường quốc lộ 1A, mình di chuyển chạy vào chợ Gò Đen, mình chạy qua cầu Long Khê xíu nữa thì đụng sẽ Thánh Thất Tân Kim, Thánh Thất Long Khê, thì đối diện Thánh Thất Long Khê thì quý anh chị mình thấy có một cái con hẻm to đùng luôn, từ ngoài đầu hẻm Long Khê đó thì quý chị mình chạy thẳng vào đó thì tầm khoảng cây số mà xạo chưa đến nữa là đụng ngay nhà mình rồi anh chị ha. Đường xá thì khỏi bàn, xe hơi xe tải di chuyển đến đây. Và khu vực này sẽ cho quý anh chị mình là bước lên khu vực không gian tầng 1, tay cầm hai bên á, thì bên đơn vị Hương sẽ làm cho mình là cái cầu thang cầm bằng gỗ ha, rất là chắc chắn ha, cái trụ cột rất là to, mặt kính thì cường lực. Và ở đây thì mình lót đá hoa cương dày dặn luôn, không gian rộng lắm cho tha hồ quý anh chị mình di chuyển đồ đạc rất là thoải mái. Giờ thì mình di chuyển cùng Ú nha, tiến lên tham quan khu vực không gian tầng 1 ạ. Quý anh chị thân mến, Hương Ú đã có mặt trên khu vực không gian tầng 1. Trên đây sẽ cho mình là 1, 2, 3, 3 phòng ngủ ha. Một khu vực không gian nhà vệ sinh thì sẽ cho mình một cái lan can ở phía sau luôn, một cái sân sau để Hương tiến ra phía ngoài luôn. Hương review cho quý anh chị. Hiện tại hôm giờ Hương quay là trời mưa, mưa rất là lớn ha. Đó nên có thể hơi bị thiếu sáng thì mong rằng quý anh chị thông cảm. Đây à, làm cho mình một cái sân thượng sau, mưa quá chị ơi, làm cái lan can cao rồi, nhà vệ sinh ở đây nó cầu leo bước lên cho quý anh chị mình xử lý cái bồn nước phía trên ha. Mưa quá mưa quá trời lớn luôn anh chị ơi. Đó, đóng cửa lại. Hôm nay mưa, hôm nay đi quay có mưa, mưa có nước là có tiền luôn á. Và khu vực này sẽ cho quý anh chị mình là cái phòng ngủ ở trên lầu, cái phòng của dãy nhà, phòng rộng nè, trần cao nè. Trời, quý anh chị thấy nè, những giá các chỉ viền, chỉ nổi nè, nhìn trông rất là đặc sắc luôn anh chị ha. Mỗi cửa phòng của mình sẽ đều lên cho mình là cửa nhôm xin pha và kính cường lực hết. Nó rất là dày dặn luôn. Và kế tiếp thì sẽ là cái phòng thứ hai. Phòng này thì cũng y chang phòng kia ha. Rộng rãi thoáng mát, gạch nền của mình thì gạch bóng kính 60/60, càng lao càng bóng. Ngôi nhà này rất thích hợp cho đình mình có thành viên tầm khoảng từ là 4-6-8 người thì ở rất là thoải mái. Qua đây sẽ là một cái phòng lớn. Phòng này quý anh chị có thể làm phòng thờ hoặc là phòng ngủ tùy theo nhu cầu của mỗi quý anh chị mình sắp xếp ha. Phòng rộng rãi nè, có cái cửa sổ luôn, màn cửa đều đầy đủ hết và có một cái cửa bên hông để mình đi ra. Ở đây thì mình làm cái lan can cũng to lắm, tính ra thì nó cũng như là cái ban công nè anh chị. Đó, cho mình cái này thì mình có thể đeo. Nếu như mà quý anh chị Hương thấy mình sắm thêm một bộ ghế ở đây nữa, bộ ghế đá ở đây nữa ha. Đó, và thêm cái bàn ở đây. Buổi chiều mình ở đây mình ngồi nước uống nước trà nhâm nhi, nhìn ra ngắm phong cảnh đồng hê xanh mát anh chị ơi. Một cái cảnh rất là trong lành, hồn nhiên ha. Về đây sống á, mà mình trẻ ra tầm khoảng 10 tuổi luôn anh chị. Ở đây thì dân cư ở rất là đông luôn, đèn sáng khắp sáng mọi nơi cho quý anh chị mình một phong cảnh vô cùng là tuyệt vời. Về đây sinh sống không có sợ bị buồn và vắng vẻ đâu ạ. Mình về thành phố cũng rất là gần, tầm khoảng là từ 30-35 phút thôi là mình đã về ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh rồi. Đó, như là quận 6, quận 7, quận 8, Nhà Bè, Bình Tân, Phú Nhuận. Giờ thì mình di chuyển cùng Ú tiến về khu vực không gian nhà dưới. Hương sẽ một lần trao đổi về thông tin ngôi nhà nha. Vì ở ngoài đang mưa nên mình di chuyển về tầng trệt cùng em Hương ạ. Và nãy giờ thì em Hương Ú cũng đã quay sơ một ngôi nhà giá rẻ để phục vụ gửi đến cho quý anh chị rồi. Diện tích khủng, ngang 5m2, dày vào thì tới tận là 31 lần tổng diện tích là 160m2, full thổ cư 100% anh chị nhá. Nhà mới hoàn toàn luôn, được tọa lạc là gần ngay cầu Long Khê. Từ ngoài Long Khê mình di chuyển đến ngôi nhà của mình thì đâu đó tầm khoảng 2 phút thôi. Ở đây thì chợ búa, mình đi trong vòng khoảng 500m thì sẽ đụng chợ búa tiện nghi đầy đủ hết cho quý anh chị. Quý anh chị có đi xe mẫu nhà này thì em Hương Ú hẹn quý anh chị mình là ngay cầu Long Khê hoặc là ngay chỗ Thánh Thất Long Khê. Mình cứ di chuyển con đường quốc lộ 1A, mình chạy qua chợ Gò Đen sẽ đụng cái cầu Long Khê, qua chút xíu nữa thì sẽ đụng ngay Thánh Thất. Thánh Thất của mình nó sẽ nằm ở bên hướng bên tay trái của quý anh chị mình nha. Đi đến đó liên hệ cho Hương Ú, Hương Ú sẽ ra đón quý anh chị mình vào khảo sát thực tế và cam kết đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí, không xạo không ảo để tránh mất thời gian của nhau.
Nhà mình với một cái mức giá tổng là 2 tỷ, còn thương lượng ngay và trực tiếp chính chủ, pháp lý rõ ràng, sổ có sẵn, quý anh chị muốn đi công chứng lúc nào cũng được. Một trệt một lầu tới tận 4 phòng ngủ nha, và 3 nhà vệ sinh, và 2 nhà vệ sinh có sân trước cho quý anh chị mình đậu xe hơi thoải mái, sân sau cho mình trồng cây kiểng vô cùng là tuyệt vời. Hướng nhà của mình là hướng Bắc, cần thêm thông tin nhấc máy lên liên hệ cho Ú. Và giờ thời gian cũng rất là có hạn nên em xin phép được kết thúc video tại đây. Cũng chúc quý anh chị mình mau tìm được căn nhà ưng ý ạ.